Sau 5 năm, bố mẹ và hai bé đồng hành cùng iSchool, mẹ cảm thấy rất là hài lòng về chương trình giáo dục cũng như là chăm sóc trẻ tại iSchool Hà Tĩnh nói riêng và tập đoàn Nguyễn Hoàng nói chung. Mỗi tối, mẹ và các con thường hay kể chuyện với nhau về những cái hoạt động ở lớp của con. Thì mẹ hay hỏi các con là hôm nay các con được học gì, con có gì vui không? Thì các con đều rất là hào hứng kể lại là hôm nay con có thêm những người bạn mới, con được học những cái bài học mới do thầy cô giáo giảng, con được chơi những trò chơi rất là vui và được ăn những món ăn rất là ngon. Thì mẹ cảm thấy là cái lựa chọn của mình khi mà gửi gắm các con tại môi trường này là hoàn toàn đúng đắn.